trong video này chúng ta sẽ nói đến cái công tác là tuyển dụng nhân sự phỏng vấn và làm sao đó để chúng ta có được cái nhân sự phù hợp cho cái đội ngũ của chúng ta cho công ty của mình đây là một cái công tác rất là quan trọng các anh chị thấy rằng là đặc biệt là những công ty lớn thì cái công tác nhân sự là công tác mà có thể nói là tốn nhiều thời gian công sức và nếu như cái công việc này mà chúng ta làm tốt thì cái đội ngũ nhân sự của chúng ta đội nhóm của chúng ta sẽ hoạt động cách hiệu quả và chân vô thế thì chat CPT sẽ giúp chúng ta làm được điều gì trong cái mảng này có thể tư vấn chúng ta quy trình nè soạn thảo cho ta những cái bản mô tả công việc đưa cho chúng ta những cái câu hỏi phỏng vấn viết những cái email phúc đáp trả lời đúng không ạ à? rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau thực hiện những cái câu hỏi và thực hiện những cái ứng dụng những cái tương tác với chat cpt xem thử chat cpt sẽ có thể giúp chúng ta làm được những cái công việc gì và cái kết quả như thế nào trong công tác tuyển dụng nhân sự nha nào bắt đầu rồi cái câu hỏi đầu tiên mình đặt cho chat CPT như sau và viết cho mình một cái bản mô tả công việc và cái yêu cầu đặt ra tôi lấy ví dụ như là hãy viết cái mô tả công việc của cái vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng hãy viết mô tả công việc job description mô tả công việc rồi chúng ta đợi chút xíu nha cái bảng 4 chấm này chạy hơi chậm nhân viên chăm sóc khách hàng tại công ty ví dụ AI Academy sẽ chịu trách nhiệm cung cấp hỗ trợ và dịch vụ tuyệt vời cho khách hàng người này sẽ là địa, điểm liên lạc chính giữa công ty và khách hàng giúp giải quyết thắc mắc cung cấp thông tin sản phẩm và hỗ trợ trong các vấn đề liên quan đến dịch vụ và các cái nhiệm vụ chính là giao tiếp với khách hàng giải quyết thắc mắc cung cấp thông tin sản phẩm dịch vụ theo dõi và cập nhật dữ liệu khách hàng đấy cái gì thấy không như vậy thì trước kia chúng ta tốn rất là nhiều công suất thời gian bộ phận nhân sự đúng không ạ à? Để khởi tạo làm việc này còn bây giờ chúng ta xây dựng một công ty mô hình đơn giản và có thể làm đầy đủ những cái công năng của một cái tim team mạnh, tim team lớn ha như vậy thì trong công ty của chúng ta có những cái vị trí nào trong cái bảng gọi là cấu trúc thì các anh chị phải có hết những cái bản mô tả công việc. Dĩ nhiên cái bản mô tả công việc này chúng ta không phải làm một lần đúng không ạ? À? Không phải làm một lần mà chúng ta làm cái gọi là cái version đầu tiên thôi. Và trong quá trình vận hành đó, thì cái người mà vận hành vị trí đó họ sẽ viết ra nữa và chúng ta cùng nhau tối ưu hóa. Chứ còn mình mình viết với cái gì với cái chủ quan của mình thì cái người mà họ vào họ làm họ cũng không có phát huy hết đâu. rồi những cái yêu cầu là kỹ năng giao tiếp năng lực giải quyết vấn đề nè kinh nghiệm vân vân các chị xem thêm nha gì đọc đọc thêm nha cái thứ hai là mình có thể sàng lọc ha sàng lọc ứng viên chúng ta đặt câu hỏi là soạn cho mình cái bộ năm cái câu hỏi để sàng lọc ứng viên dựa trên kỹ năng kinh nghiệm và phù hợp với cái vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng ok cái gì gõ xong rồi có thể kiểm tra lại cái 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 lỗi chính tả nha nhiều lúc công ty đánh máy nhanh là bị lỗi đấy Rồi những câu hỏi để mà sàng lọc ứng viên để mình phỏng vấn ví dụ như là kinh nghiệm làm việc nè bạn có thể kể về một cái tình huống trong quá khứ nơi bạn đã giải quyết một cái vấn đề khó khăn của khách hàng bạn đã làm thế nào và kết quả là gì. Mục đích là đánh giá kinh nghiệm thực tế và khả năng giải quyết vấn đề của ứng viên. Rồi, kỹ năng thứ hai là giao tiếp thì mình sẽ đặt câu hỏi là làm thế nào bạn giải quyết một cái tình huống mà khách hàng tỏ ra không hài lòng hoặc là giận dữ mặc dù bạn đã làm đúng. Rồi, thứ ba là phản ứng trong tình huống áp lực. Thứ tư là khả năng học hỏi và thích nghi. Đó. Như vậy thì mình không biết đặt câu hỏi gì. Bây giờ chúng ta có bản câu hỏi chat CPT hỗ trợ cho chúng ta Thì các anh chị có thể thêm bớt trong cái tình huống này nha Ví dụ như mình xem thử ứng viên này có phù hợp với văn hóa công ty không Theo bạn một nhân viên chăm sóc khách hàng xuất sắc còn có những phẩm chất và giá trị nào Bạn thấy bản thân mình có phù hợp với thế nào với những cái phẩm chất đó Ok chưa Rồi, Rất tuyệt vời cái phần này rất là tâm đắc các anh chị khi mà khi mà tới cái phần này đó thì tôi cũng chỉnh sửa lại hỗ trợ lại và ngồi lại làm một lần nữa những cái bản mô tả công việc của của, của công ty cả hai chứ là ứng viên chứ là cái cái, cái người làm trực tiếp đó, họ viết ra và mình bắt đầu mình tối hóa lại tiếp rồi thứ ba là bây giờ mình sẽ soạn thảo ha chuẩn bị sẵn email thông báo kết quả thì bây giờ chúng ta nói là soạn một cái email thông báo kết quả phỏng vấn rồi tiêu đề kết quả phỏng vấn bài ai academy ví dụ thế tên ứng viên viết email chúng ta chỉ cần đổi thêm cái thông tin vào trong cái mục gì đây chúng tôi xin chân thành cảm ơn bạn đã dành thời gian tham gia quá trình phỏng vấn cho vị trí ví dụ nhân viên chăm sóc khách hàng chúng tôi đánh giá cao sự nhiệt tình và chuyên nghiệp mà bạn đã thể hiện trong suốt quá trình này sau khi cân nhắc kỹ lưỡng và xem xét tất cả các ứng viên chúng tôi rất tiếc là phải thông báo rằng bạn không được chọn vào vị trí này quyết định này không phản ánh bất kỳ thiếu sót nào từ phía bạn mà do do có ứng viên khác phù hợp với yêu cầu cụ thể của chúng tôi tại thời điểm này các anh chị thấy nó khôn không <laughs> rồi thì mình có thể là viết một thư về thông báo chúng tuyển mình sẽ viết tiếp cho chúng ta ok do. rồi bây giờ mình nói tới cái, tư vấn mình cái quy trình tuyển dụng nè câu hỏi thế này ví dụ nha xây dựng một cái bài kiểm tra nhỏ để sàng lọc ứng viên cho vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng lĩnh vực công nghệ rồi giờ để sàng lọc ứng viên cho vị trí nhân viên chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực công nghệ, bạn có thể xây dựng một bài kiểm tra nhỏ gồm các phần sau: kiến thức cơ bản về công nghệ, kỹ năng giao tiếp, kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề. Như vậy thì các anh chị thấy rằng là cái bạn nhân viên chăm sóc khách hàng này cũng phải biết sử dụng chat CPT. <laughs> đúng không ạ à? thì giải quyết những cái câu hỏi này cái gì đâu khó <laughs> thì rõ ràng là hiện nay ai đã lấy đi công việc của rất nhiều người và chúng ta còn phải trang bị kiến thức sử dụng ứng dụng ai để mình là một trong những cái nhân tố một cái người mà không bị thay thế trong doanh nghiệp ví dụ anh chị có thể hỏi và chúng ta nên đặt những cái câu hỏi nào khi phỏng vấn ứng viên nó như cái gì cần thêm cái sự gọi là góp ý từ trợ lý của mình khi phỏng vấn ứng viên cho vị trí chăm sóc khách hàng trong lĩnh vực công nghệ, bạn nên đặt các câu hỏi đánh giá kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm và phù hợp với văn hóa công ty. Ví dụ như kiến thức và kỹ năng công nghệ, bạn có thể chia sẻ kiến thức của mình về một cái công nghệ cụ thể liên quan đến công việc không? Ví dụ như mình có thể hỏi liên quan tới là về về AI và ChatGPT. Bạn biết gì về ChatGPT đúng không ạ? Bạn đã ứng dụng như thế nào? Ví dụ đó. Rồi, thứ hai là kinh nghiệm xử lý tình huống. Hãy kể về một lần bạn giải quyết thành công một cái vấn đề khó khăn của khách hàng. Thứ ba là kỹ năng giao tiếp và dịch vụ. Thứ tư là phản ứng trong tình huống áp lực phù hợp với văn hóa công ty. Đó, ở phía trên thì chúng ta đã có rồi. Thì cái gì có thể soạn thảo thêm cho nó kỹ lưỡng thành một cái bộ tài liệu phỏng vấn trong cái phòng nhân sự của chúng ta như vậy rõ ràng là khi chúng ta còn một cái người trưởng phòng nhân sự hoặc giám đốc nhân sự thì trả tiền lương nó cũng cao đấy chứ không thấp đâu và khi mà mình mình trả tiền lương cho một nhân sự thì mình phải khai thác cái nhân sự đó cho nó phù hợp đúng không ạ? Cho nó được hiệu quả. Thì nếu như mà mình mới khởi sự một doanh nghiệp thì mà mình muốn tiết kiệm được cái chi phí này thì chúng ta có thể sử dụng hỗ trợ AI để làm cho nhanh. Rồi, các anh chị chúng ta sẽ tạm dừng ở đây và hẹn các anh chị ở bài học tiếp theo. Cảm ơn các anh chị đã luôn ủng hộ những video từ kênh Nguyễn Minh Toàn. Để không bỏ lỡ những kiến thức mới, hãy đăng ký kênh ngay ở giữa màn hình và xem thêm những video bên tay trái hoặc bên tay phải của các anh chị hẹn gặp lại các anh chị ở các video tiếp theo